Vô đi. Cô ơi. Ủa, Hằng hả con? Bữa nay rảnh rỗi con ghé thăm cô hả? Dạ, con ghé thăm cô. Sẵn tiện là con đem biếu cô ít nông sản sạch ở cửa hàng của con. Có cải bẹ nè, có bí đỏ, có khoai lang, có bắp mà cô thích. Con đợi dưới bếp, có gì chị Tư sẽ làm cho cô ăn nha. Cảm ơn con. Cuối cùng con cũng mở được cửa hàng của riêng con rồi. Cô chúc mừng con nha. Dạ, con cảm ơn cô. Thật ra thì đây cũng chỉ là mới bắt đầu thôi à. Con cũng muốn mở rộng chuỗi cửa hàng để gắn kết những người có cùng hoàn cảnh giống như con. Cùng hoàn cảnh giống như con. Dạ, chỉ là con mơ xa quá thôi. Không sao đâu con, chỉ cần con có ước mơ thì nhất định con sẽ thành công. Thật ra cô có nghe thằng Thiện nó kể phong phanh là thằng Trung nó ghé nó giúp con, mà cô chưa có kịp hỏi là thằng Trung nó đã giúp được gì cho con chưa. Dạ, anh có đề nghị giúp đỡ cửa hàng con, chủ yếu là công việc kết nối tìm khách hàng thôi à. Được vậy thì tốt rồi. Ban đầu cô thấy thằng Trung với con hay lấn cấn với nhau, cô cũng lo lắm. Mà dạo gần đây cô thấy nó có vẻ quan tâm tới con nhiều hơn thì phải. Nếu như nó kiếm được một nàng dâu như con về, coi như là cô mãn nguyện rồi đó. Không có đâu cô. Làm gì mà có ai rảnh tới mức đó, trừ khi... Trừ khi á, anh ta lọt vào vòng xoáy tình yêu của chị đó. Ban đầu cô thấy thằng Trung với con hay lấn cấn với nhau, cô cũng lo lắm. Mà dạo gần đây cô thấy nó có vẻ quan tâm tới con nhiều hơn thì phải. Anh Trung, anh có sao không? Hả? Cô không sao chứ? Ông già biến thái, ông làm gì cô hả? Anh Trung. Trời ơi, tặng hoa luôn. Ôi, hoa đẹp lãng mạn mà bự chà bá luôn. Ngày mai là cửa hàng của khai trương, tôi gửi tới trước một ngày. Anh Trung, hoa này mua ở đâu chỉ em, để mua em tặng bé đi. Ui da. Cảm ơn anh nha. Lo khiêng cái kệ ra ngoài kia kìa, không khiêng đi. Phụ chị một tay nè. Dạ, lấy họ cho em địa chỉ nha. Em qua bên đó đi, để chị. Nè, thôi được rồi, để tôi. Có được không đó? Đàn ông ga lăng dữ vậy ta. Thôi nhiều chuyện quá, khiêng đi. Được chứ, giữ cái thằng nhóc này, bớt xỏ lá anh lại đi. Trời ơi, xỏ lá luôn. Nè, khi nào để xéo xéo chỗ này nè nha. Con bé. Dạ. Lấy cái thùng này ra rồi lát để lên trên đó. Ôi, anh Trung, trời đất ơi. Có sao không vậy? Có sao không anh Trung? Anh có sao không vậy? Có sao không vậy? Không sao, không sao, không sao, không sao, không sao. Vậy mà nó không sao. Trời ơi, đã nói là để cho người ta quen việc, người ta khiêng được rồi. Tự nhiên nhào vô chi. Tụi nó không sao mà. Cái này là đau lắm nè. Thôi lên xe đi, tôi chở đi bệnh viện. Không cần tới bệnh viện đâu, tôi về nhà tôi sức dầu, xoa bóp xíu là hết rồi. Trời, đau dữ lắm á chị. Vậy mà xoa bóp sao mà hết được? Để tôi chở anh về. Chân cẳng vậy sao mà đập ga đập thắng được? Được không đó? Được sao không được? Thông thường sau khi gây tai nạn thì những người ngồi sau tay lái đều bị ám ảnh tâm lý. Nhưng Hằng không chỉ lái xe bán tải hàng ngày mà còn không có vẻ gì ngần ngại khi đề nghị chở người khác. Cứ như trong tiềm thức cô chưa từng gây ra tai nạn vậy. Nè, làm gì mà đơ người ra vậy? Sợ hả? Anh là con trai, anh sợ là con gái chở mình là bị quê đúng không? Nè, đi thì đi, sợ gì? Lấy cái giỏ cho chị đi. Dạ. Ổn không anh? Cẩn thận nha anh. Đi. Hai đứa lo coi chừng tiệm đi. Sắp đồ lên cái kệ đi nha. Dạ. Không biết hai người đó chừng nào mới nhận ra đối phương có tình cảm với nhau ha. Không biết hai người đó nhận ra chưa? Chưa đây á là nhận ra rồi.
Nhận ra kệ ông. Bé ơi, Tim Anh cũng lật sơ mi nè bé ơi. Còn Tim Anh lật sơ mi về em nè bé ơi. Bé, để anh phụ cho. Thôi, người ta tủ làm thôi, được mà mệt phụ được ghê mà. Á. Ông đâu, cứ vậy hoài mà cái này anh phụ được. Cô lái xe giỏi hơn tôi tưởng đó. Xe tải tôi còn lái được mà. Mấy xe này nhầm nhỏ gì. Hằng thật sự là người đã tông chết em gái của mình sao? Sự cẩn thận này, sự thuần thục này, có khả năng nào cô ấy chưa từng gây ra tai nạn không? Cái dòng này là Thanh tặng cô. Sao tự nhiên nhắc tới anh ta vậy? Đồ anh ta tặng á, tôi bỏ hết rồi. Cái dòng này á là của Bình Minh. Của Bình Minh? Ừ. Hôm trước tôi dọn phòng, tôi tìm thấy nó. Tôi hỏi bé, bé nói là không phải của nó. Tôi nghĩ là của Bình Minh rồi. Chào sếp. Cậu Thanh cũng thích đeo những loại vòng này à? À, đây là vòng cậu Bình An. Mày muốn tôi đeo cặp với cô ấy. Cô em họ của tôi cũng lắm trò thật chứ. Nó xấu với em đó. Bộ anh không có ai đeo cặp chung nên ghen tị hả? Rõ ràng đây là một trong hai chiếc vòng đó. Tại sao nó lại ở trong phòng trọ để Hằng tìm thấy được? Rốt cuộc cái vòng tay này thuộc về Thanh hay là Mỹ? Mình có nên nói cho Hằng biết hay không? Tốt nhất mình nên tạm điều tra rõ trước rồi sẽ nói với Hằng sau. Mấy ngày gần đây đã có quá nhiều chuyện xảy ra với Hằng rồi. Bây giờ tôi nhìn tôi thấy cũng ổn ổn đó. Nhưng mà tốt nhất ngày mai anh rảnh, anh tới bệnh viện để khám thử đi, cho nó chắc ăn. Ý của cô bây giờ là cô bỏ mặc nạn nhân như vậy rồi đi về hả? Cái này là do anh Tài Lanh, anh tự làm mình bị thương. Chứ bây giờ xong xuôi hết rồi, tôi ở lại đây làm gì? Nhưng bây giờ tôi đói, cô biết rồi đó. Tôi không biết nấu ăn, cũng khó khăn trong việc chạy ra ngoài. Rồi được rồi, đợi xíu tôi nấu cho anh tô mì. Tô mì đặc biệt nha. Anh về ăn đi. Vậy ăn mì kìa. Ngay cả Thanh ngày trước cũng chưa từng tin tưởng vào những dự định, ước mơ của mình. Ngay cả người từng là chồng sắp cưới cũng chưa từng khiến mình cảm thấy có thể dựa vào. Vậy mà tại sao anh lại luôn theo sát và ủng hộ tôi như vậy? Hả Trung? Không phải là anh rất căm ghét tôi vì tôi đã khiến em gái anh ra đi hay sao? Tại sao anh lại khiến tôi dần dần muốn dựa vào anh như thế này? Anh nói coi, tôi phải làm sao bây giờ? Ăn mì nè. Anh làm gì mà ngủ như chết? Người ta gọi nãy giờ luôn mà không dậy. Nở mì rồi là uổng công nấu của tôi á. Cô dằn mặt tôi hả? Một mình tôi xoan hết nổi hai tô này. Trời đất, anh tính bỏ đói tôi á hả? Tôi băng bó vết thương cho anh, đưa anh về rồi còn nấu mì cho anh nữa. Anh keo kiệt với người ta vừa vừa phải phải thôi. Ừ, hợp lý. Một mình tôi cũng đâu ăn hết hai tô đâu. Chứ anh ăn hai tô mà tôi để yên cho anh chắc. Ăn đi, nở hết bây giờ.
Anh Phong, anh tỉnh lại rồi hả? Anh thấy sao rồi? Anh đã bị sốt và hôn mê nhiều ngày rồi đó. Tụi em, im coi, xong chưa mày? Nhanh lên, nhanh lên, sao mày lại mày vậy? Dạ, gần xong rồi anh. Đi. Khi mà nhớ anh ở dưới sông lên á, anh bị giật gì đó cứa rách bụng, mất máu nhiều lắm. Em băng tạm cho anh đó. Cảm ơn cậu nghe. Nhưng mà tôi không hiểu, cậu theo băng nhớ bên kia, tại sao lại cứu tôi? Mà tôi nhìn cậu thấy quen quen, hình như tôi đã gặp cậu ở đâu rồi đúng không? Anh không nhớ em hả? Em là Tám Tàng nè, người đã ở chung trại giam với anh đó. Anh có nhớ em không? Tám Tàng? Dạ em nè. Anh nhớ rồi. Không ngờ anh em mình lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Em còn nhớ á, lúc trước khi còn ở trong trại giam, em thường xuyên bị người ta đánh đập hành hạ dã man. Cũng may nhờ có anh Phong ra tay trượng nghĩa cứu em, nên em mới toàn mạng ra tù ngồi đây nè. Có gì đâu. Ân tình đó em không thể nào quên được. Việc em cứu anh á chỉ là chuyện nhỏ, mà em muốn đền đáp công ơn của anh Phong thôi. Thôi anh em không à. Nhưng mà tại sao mày lại dính vô cái đám đó? Câu hỏi đó em hỏi anh mới đúng đó. Tại sao lại gây thù chuốc oán với đám đó vậy? Hết đường chạy rồi phải không? Mày muốn gì? Đây là cái giá phải trả cho sự uy hiếp tống tiền tao. Đưa cái điện thoại đây, trước khi mọi chuyện đi quá xa. Tao không đưa. Mày làm gì tao? Mày giết tao hả? Chạy, chạy lên. Lại, lấy điện thoại bằng được cho tao. Dạ, dạ. Mày kêu thêm người cho tao. Dạ đại ca. Lại. Em giữ cái điện thoại này, anh sẽ đánh lạc hướng tụi nó. Em đi hướng này. Nhanh lên. Đó kìa. Lại, đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Ngon, chạy cho đi. Mày chạy đi. Mày bít cửa chạy rồi. Mày đập nó cho tao. Đại ca, không có cái điện thoại nào. Mày gieo thù ân oán giang hồ nhiều rồi, chắc mày đâu còn nhớ mặt tụi tao đúng không? Hôm bữa không có con nhỏ kia cứu mày thì mày đã đi chầu chim dư lâu rồi. Lần đó có phải là lần hình của mình không ta? Hình như đúng là một bọn rồi. Không nói nhiều nữa, lôi đi cho tao. Mày cứu anh vậy, tụi nó biết anh còn sống không? Do nín thở hay quá, sao một hồi không thấy anh ngồi lên,
nên tụi nó đi hết. Em mới quay lại tìm anh đó. Anh yên tâm đi, cái chỗ này quan vắng lắm, không có ai tìm thấy anh đâu. Cảm ơn mày nhiều nghe, mày đã cứu anh một mạng. Thằng này tốt của anh. À, còn cô gái mà mày đuổi chung với anh đó, mày có biết tung tích cô ta không? Sao rồi, anh đang hỏi mày đó, mày nói cho anh biết coi. Cô ấy... Cô sao? Anh cẩn thận vết thương đó. Cô sao? Cô ấy chết rồi. Cái gì? Mày nói cái gì? Anh ngồi xuống đi, anh bình tĩnh. Tại sao cổ có thể chết được? Anh nhớ là anh tách cổ ra, cô đã chạy thoát rồi mà. Lúc đầu á, em cũng tưởng đâu là cô ấy đã chạy thoát rồi. Mà vài bữa sau á, công an đã phong tỏa chỗ đó. Em tò mò quay lại xem thì biết được là bạn gái của anh đã chết rồi. Không đúng, Tâm Tàn, mày gạt tao đúng không? Anh nhớ là cổ chạy một mình, đâu có ai đuổi theo cổ đâu. Mà ai có thể sát hại cổ được hả? Mày nói cho anh biết đi. Nhưng mà anh quên mất, còn có một người. Là ai? Thằng Thanh. Thằng Thanh. Anh Phong, anh định làm gì vậy? Anh định đi giết anh ta hả? Không có được đâu. Thằng khốn nạn, mày hả Thanh? Giết nó thì quá nương tay cho nó. Người như nó sợ nhất là bị vạch trần sự thật. Tao có chết cũng phải đem tội ác của mày ra trước ánh sáng. Bây giờ á, anh không có chứng cứ trong tay, anh định tố cáo nó kiểu gì? Anh nên nhớ, công an bây giờ đang nghi ngờ ngược lại là anh giết hại bạn gái của anh kìa. Cái điện thoại không biết Bình Minh đã kịp giấu đi hay là thằng Thanh đã lấy lại được. Cho dù không còn điện thoại thì chính mình sẽ trở về như một nhân chứng sống. Mình sẽ khiến thằng chó Thanh đó sống một cuộc đời dưới địa ngục. Bình Minh à, em yên tâm, anh sẽ báo thù cho em. Tụi nó đang về Long An đó, nhanh lên đi. Em làm gì vậy? Em đi cùng anh. Em đi cùng anh làm gì? Bây giờ anh đang đi công chuyện gấp mà. Chuyện gấp? Chuyện gấp của anh là đi tìm nó hả? Em lại như vậy nữa rồi, anh không có thời gian để gây gổ với em đâu. Anh đã nói là đi gặp đối tác thật sự. Ok, nếu đi gặp đối tác thì em đi cùng, em cũng cùng công ty mà. Ok, đi thì đi, nhưng mà em nhớ không có sự cho phép của anh, em không được xuống xe. Đơn giản mà. Em mới lại trên xe, được xuống nha. Ừ. Thank you.
định làm gì hả? Mày định làm gì? Mày đứng lại đó, đứng lại. Tao sẽ gọi cho con Hằng, kể cho nó tất cả những tội xấu xa của mày. Mày đi tù cho coi. Mày tính làm gì hả? Mày tính làm gì? Mày buông tao ra, buông ra, thả tao ra. Hai đứa mày, tao sẽ báo công an cho hai đứa mày ở tù rung xuân. Em gặp ác mộng hả? Nè, lại mơ thấy chuyện đó nữa hả? Anh nói em rồi, em quên chuyện đó đi. Em không quên được. Em không muốn ở tù đâu. Nghe anh, em đừng có lo. Tất cả chứng cứ anh đã xóa hết rồi. Cái bằng nhôm đó cũng bỏ trốn ra nước ngoài. Chuyện này chỉ còn anh và em biết thôi. Anh không nói, em không nói thì có ai mà biết. Em yên tâm đi mà. Anh vẫn còn yêu em chứ? Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em đâu đúng không? Anh hứa đi. Em yên tâm đi, anh sẽ không từ bỏ em đâu. Bây giờ mình cùng ngồi chung một thuyền rồi, làm sao bỏ em được. Với lại bây giờ tụi mình cũng cần phải có tài chính vững mạnh hơn để xây dựng cuộc sống riêng, rồi xây dựng công ty của mình nữa. Anh yên tâm đi, không ai hiểu rõ các khoản chi và cách kê khống chi phí hơn em đâu. Người của bộ phận tài chính cũng đã bị mình mua chuộc hết rồi. Chúng ta sẽ rút từ từ nguồn tài lực và các mối làm ăn của ông anh họ để xây dựng công ty mới cho mình. Chào em. Hôm nay anh muốn ghé đây để xin lỗi em. Anh muốn xin lỗi em đàng hoàng chuyện hôm trước mẹ anh lên công ty phá em á, rồi khiến em bị đuổi việc. Anh xin lỗi lần nữa. Tôi không cần bất kỳ lời xin lỗi nào từ anh hết. Bộ anh không thấy tôi đang bận rộn khởi nghiệp hả? Không có thời gian để mà trách móc chuyện xưa cũ. Và anh cũng không cần phải cảm thấy có lỗi. Mắc công mà mẹ anh với Mỹ biết thì phiền cho tôi lắm. Anh về đi. Thật ra thì hôm nay anh tới đây á, anh muốn cùng em tới phòng trọ của em. Anh bị gì vậy? Hả? Mới sáng sớm mà anh chưa tỉnh rượu à? Anh có tỉnh táo không? Anh nên nhớ là chúng ta đã chia tay nhau rồi ha. Không phải như em nghĩ đâu. Thật ra là cái lúc mà em chuyển nhà đi á, anh sợ là có một số giấy tờ quan trọng của anh em lỡ cầm nhầm đi. Giấy tờ? Giấy tờ gì? Sao tôi cầm nhầm của anh được? Anh cũng không chắc nữa, nhưng mà anh nhớ là em có rất nhiều sách vở. Biết đâu em lỡ tay kẹp lộn trong sách của em thì sao? Rồi rồi, được rồi. Để tôi về nhà tôi kiếm lại. Nếu mà có tôi sẽ đưa qua cho anh ha. Không cần đâu, để anh qua kiếm sẽ nhanh và đỡ phiền em hơn. Nhưng anh qua đây tìm giấy tờ hay là muốn qua nhà hàng? Tôi muốn cả hai thì sao? Chúng tôi đã chia tay nhau thiệt, nhưng mà dù sao thì hết tình còn nghĩa. Ít nhiều gì cũng từng là thanh mai trúc mã mà.
tôi qua nhà thăm Hằng cũng đâu sao đâu. Hết tình còn nghĩa hả? Nghe có nghĩa quá đó. Ngoại tình xong còn nói đạo lý nữa hả? Mẹ anh vừa khiến cho Hằng nghỉ việc ở công ty đó. Chuyện này nói anh không liên quan, tôi không tin đâu. Sếp Trung à, cho dù anh là sếp của tôi á, nhưng mà với chuyện này anh chỉ là người ngoài thôi. Đối với Hằng và mối quan hệ của tôi và Hằng, anh có quyền gì mà phán xét chứ? Người ngoài à? Tôi có phải người ngoài hay không phải để cho Hằng phán xét. Chưa tới lượt anh phải lên tiếng đâu. Thôi được rồi, hai người về giùm tôi một cái đi. Mới sáng sớm mà qua đây đã gây vậy rồi, sao tôi buôn bán? Làm ơn về giùm đi. Thôi được rồi, có gì anh sẽ ghé nhà em để lấy đồ nha. Anh Thanh, hôm nay anh không đeo vòng đôi với Mỹ à? Nếu cô cảm thấy anh ta phiền phức, tôi sẽ nói chuyện riêng với anh ta. Không cần đâu, để tôi tự nói được mà. Với lại bây giờ tôi còn đang lo nghĩ chuyện của Bình Minh nữa. Ngày nào mà chưa bắt được hung thủ đã hại Bình Minh thì tôi còn đây rất chưa yên. Cô đừng lo, cảnh sát đang điều tra, không sớm thì muộn cũng xa lưới thôi à. Giờ mấy bữa nay tôi cũng có hỏi thăm mấy anh bên điều tra mà chưa có tin tức gì hết. Khả năng tụi nó đang trốn ở bên nước ngoài cao lắm. Tôi thật sự muốn gặp tụi nó trước tòa, để tôi hỏi tụi nó là tại sao lại làm như vậy với Bình Minh. Còn anh Phong nữa, cũng không biết là ảnh đang ở đâu, còn sống hay là đã. Cái tài Thanh này kỳ ghê á. Đã chia tay với con người ta rồi mà còn dây dưa hoài, không biết tên Thanh này còn có ý đồ gì nữa. Hôm nay không đeo vòng đôi với Mỹ à? Dạo gần đây á, tao thấy cách anh ta tiếp cận Hằng có gì đó rất bất bình thường. Cứ gợi ý Hằng á phải đưa về nhà trọ. Thiên à, mày giúp tao điều tra xem khoảng thời gian Bình Minh mất tích á, hắn ta đã làm gì và ở đâu. À, với lại á, mày hỏi người dân quanh khu trọ xem dạo gần đây thấy hắn có lảng vảng quanh đó không. Mày đang nghi ngờ tên Thanh có liên quan đến cái chết của Bình Minh hả? Ừ. Có chắc là bên đó họ sẽ qua đây hợp tác với chúng ta không? Nghe nói là họ định kéo dài việc hợp tác với Tây Trung đó mà. Anh yên tâm, em chắc chắn mà. Em bấm mồi Tây Trung hết rồi. Buổi hẹn hôm nay chỉ để gặp xã giao thôi. Tốt. Dạ. Giới thiệu với anh chị, đây là giám đốc công ty của em. Dạ, dạ. Chào anh. Chào ông, chào rất vui được gặp. Tôi là... Cô là Mỹ, giám đốc truyền thông. Dạ anh Thanh, giám đốc kinh doanh. Dạ. Nghe danh hai người đã lâu, hôm nay rất vui được gặp. Dạ, mời anh ngồi. Cảm ơn. Thực ra giám đốc truyền thông hay là giám đốc kinh doanh cũng chỉ là chức vụ tạm thời của hai anh chị này thôi. Nghe nói là dạ, hai anh chị đang xúc tiến mở công ty riêng. Nói như vậy là hai người sắp sửa tách khỏi công ty của anh Trung. À, dạ đúng. Chúng tôi đang xúc tiến các thủ tục hành chính và tiến hành các kế hoạch chuẩn bị thành lập công ty. Hy vọng lúc đó anh sẽ chiếu cố cho công ty mới của chúng tôi. Tôi hiểu rồi. Không biết là mục đích của buổi gặp gỡ hôm nay có phải là để lôi kéo tôi về phía hai người hay không, thay vì tiếp tục ở lại hợp tác với anh Trung. Mà chủ tịch Trung có biết kế hoạch của hai người không? Anh dùng từ nhã ý mời hợp tác sẽ phù hợp hơn là từ lôi kéo đó. Với lại chúng ta đều là những người làm kinh doanh, đâu phải con nít mẫu giáo mà chơi trò tình bạn thủy chung. Lợi ích kinh tế là trên hết, anh hiểu mà đúng không? Có nghĩa là cô cậu có thể cung cấp cho tôi điều kiện hợp tác tốt hơn, hoặc là phần trăm chia sẻ lợi nhuận sẽ cao hơn so với những gì tôi đã nhận được từ phía anh Trung. Chúng tôi đảm bảo nếu như anh chuyển hướng hợp tác với chúng tôi, chắc chắn anh sẽ không hối hận. Con số phần trăm trong hợp đồng dự thảo, nó sẽ cho thấy thiện chí của chúng tôi như thế nào. Có lẽ những điều kiện này rất là hấp dẫn. Ờ, đây là những điều kiện hợp tác công khai với phía anh. Và còn đây là thành ý của chúng tôi dành riêng cho anh. Cảm ơn.
Dạ sếp, nếu hai anh chị đây có lòng thì mình cứ nhận đi. Coi như đây là món quà kỷ niệm cho một sự khởi đầu mới. Tôi rất mong chờ vào tương lai của chúng ta. Dạ, cảm ơn anh. Để đánh dấu sự hợp tác này thì tôi xin phép mời hai anh chúng ta cùng nâng ly. Chúc mừng sự hợp tác của chúng ta. Dạ mời. Dạ mời. Anh xem đi. Em đã chỉnh sửa lại hết rồi đó. Dạ chị ơi, đây là list các công ty quảng cáo mà mình từng hợp tác. Không cần nữa đâu, chị đã chọn list khác rồi. Ờ, nhưng mà mấy năm nay mình đều hợp tác với các đơn vị này mà. Chị là giám đốc truyền thông hay là em? Chị bị nói gì thì em cứ nghe đi. Tìm được đối tác tốt hơn, tại sao mình phải làm việc với đối tác cũ? Dạ em biết rồi, em xin lỗi anh chị. Sao rồi? Bà bị gạt đề xuất rồi đúng không? Ừ. Sếp Mỹ với anh Thanh dạo này lạ ghê á. Toàn hợp kính với đối tác, ít khi cho tụi mình tham gia cùng. Lại còn cắt hết những mối quan hệ cũ. Thu chi với những chỗ mới lại không rõ ràng. Bà nói nhỏ thôi chứ. Mấy chuyện đó ai cũng thấy hết mà. Nhân viên tụi mình á thì thấp cổ bé họng. Người ta có nói gì thì mình cũng gật đầu dạ thưa đi. Hiểu không? Chứ em thấy không, con Nguyên ở phòng kế toán á, hôm bữa không biết nó làm bèm gì á, mà bị chị Mỹ với lại mặt kế toán đuổi việc rồi đó. Thôi lo cái thân của mình đi. Chà, đeo nhau như Sam cả ngày, rồi bây giờ còn dính nhau không chịu rời nữa. Dính chứ mẹ, con dâu của mẹ xinh đẹp như vậy làm sao mà chán được. Trước mặt mẹ nói vậy ngại quá. Phải nói chứ, con dâu của mẹ không những xinh đẹp mà còn tháo vát giỏi giang nữa đó. Mẹ biết không, con với lại cổ đang tính thành lập công ty riêng á. Thời gian này con bận nhiều dự án quá, nên toàn bộ là cổ lo từ A đến Z hết đó. Trời ơi, sao mà giỏi dữ vậy? Thành lập công ty riêng hả? Dạ. Mà mẹ nghe nói là khi mà mình muốn thành lập công ty riêng á là phải có vốn đầu tư nhiều lắm phải không? Dạ, cái này lúc đầu thì con vẫn còn lo được, cô yên tâm. Không những vậy đâu, cổ còn ngoại giao rất là giỏi. Cô kéo rất nhiều đối tác về công ty, mặc dù công ty chưa thành lập đó mẹ. Cô tu chắc cũng 8 kiếp đó mới gặp được một người con dâu như con. Lần này á, thiệt là mình đã chọn đúng vợ cho thằng Thanh rồi. Người thừa kế có khác. Anh ăn đi. Rồi. Dạ. Vậy là hôm nay giao đủ rồi ha. Dạ chị. Ký tên vô đây giùm tôi. Cảm ơn. Dạ rồi, bye bye chị. Dạ. Con giúp mẹ một lần đi. Mẹ năn nỉ con mà. Bà buông ra coi. Con giúp mẹ đi. Bà buông ra. Con gái, giúp mẹ đi một lần thôi con. Bà buông ra, buông ra coi. Lần cuối thôi mà con. Bao nhiêu năm qua bà bầu rút tôi bấy nhiêu đó tiền chưa đủ hay sao? Hơn nữa tôi không muốn bị gọi tới đây để tiếp tục bị bà mượn tiền. Tới đây thì sao? Không lẽ con muốn mẹ tới công ty hay tới nhà con? Gọi con tới chỗ làm của mẹ là mẹ nghĩ tới con nhiều lắm rồi đó con gái. Bà xứng đáng là mẹ của tôi hả? Bà sinh tôi ra rồi dứt bỏ tôi ở đó, có nuôi tôi được ngày nào không? Tốt nhất là đừng xưng hô với tôi như vậy. Thôi mà con gái, con gái, con đừng có khó khăn với mẹ như vậy mà. Mẹ hứa với con á, lần này thôi mẹ kinh doanh đàng hoàng, con giúp mẹ nha, mẹ không có làm phiền con nữa. Bà và cái nghề tiếp viên của bà khiến tôi kinh tởm lắm. Đừng bao giờ nhận là mẹ của tôi nữa. Đây là lần cuối cùng. Hả? À,
lâu quá không gặp. Nếu mà cô nói với anh Thanh và cô Lê những gì cô vừa nghe thấy thì tôi thề sẽ khiến cô hối hận. Dì Tư. Ủa, cậu Trung. Dạ. Con có mua trái cây cho mẹ con. Dạo này sức khỏe của mẹ con sao rồi dì Tư? Tình hình sức khỏe của bà dạo này không có được ổn cậu ơi. Lúc nhớ rồi lúc quên à. Tôi ra mở cửa nha cậu. Ủa Hằng, hôm nay con tới thăm cô Nga hả? Dạ. Thôi con vô nhà đi, có cậu Trung mới trẫm á. Cô cũng tới thăm mẹ tôi hả? Ừ. Thôi giờ cậu Trung với Hằng vô trong cho nó mát ha. Đi đi con. Dạ. Mẹ, con mới tới. À, con. Dạ, con chào cô. À, Hằng, hai đứa tới chung hả? Ừ. Dạ. Nhi ơi Nhi, có anh Trung chị Hằng tới chơi nè con. Nhi ơi. Ờ. Chắc ngủ chưa vậy? Nhỏ này bữa nay bà đặt ngủ nướng nữa. Hai đứa ở chơi nghe. À, cô Tư. Dạ. Lên kêu Nhi xuống, nói với nó là có anh Trung chị Hằng tới chơi nè. Dạ bà. Hằng, sao lâu quá con mới tới chơi vậy? Ờ, dạ. Nè, con khỏe không? Mấy bữa nay con bận công việc quá. Cô thấy trong người sao? Cô có nhức mỏi ở đâu không? Cô nhức hai cái vai quá. Để lát nữa con bóp vai cho cô nha. Tình trạng này của mẹ con bị lâu chưa dì Tư? Dạ, bà bị hai hôm rồi cậu. Cậu với lại Hằng ở đây chơi đi. Tôi đẩy bà đi một vòng là bà quên hà. Dạ, dì Tư ráng chăm sóc mẹ con kỹ dùng nha dì Tư. Dạ. À, bà ơi bà. Ừ. À, tôi đẩy bà đi vòng chơi ha. Xong rồi tôi kêu cô Nhi xuống đây chơi với Hằng và cậu Trung nha bà. Ừ. Hai đứa ở lại chơi nghe con. Đợi chút Nhi nó xuống liền. Dạ mẹ. Bình đi hả bà. Cô đừng lo, tình trạng này của mẹ tôi sẽ nhanh khỏi thôi. Anh không còn hận tôi nữa sao? Vì chính tôi là người đã gây ra mọi chuyện. Cô có phải là người gây ra hay không, tôi vẫn đang điều tra. Với tôi bây giờ, tôi không hận cô. Nhưng với cô, tôi đã chuyển sang một thứ cảm giác khác. Tao về rồi chúng ơi. Tao mua mồi nhậu rồi nè. Ủa, tao vô sai thời điểm hả? Thôi để tao đi ra, chờ đúng thời điểm tao vô lại. Tiếp tục đi. Đủ chưa? Tôi thấy đủ rồi đó, lại cân đi. Rồi, nằm trên ớt rồi nè. Nhiều ký vậy? Đủ chưa? Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Rồi. Rồi qua, đơn tiếp theo là khổ qua, khổ qua. Khổ qua, rồi gì nữa? Khổ qua với lại dưa leo. Ờ. Rồi nè, coi đi, đủ ký chưa? Rồi, 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 rồi. Hai bạn trẻ chụp tay đi. Chúng ta mở tiệc ăn mừng khai trương nào. Anh mua cái gì thơm quá vậy? Anh mua toàn món mà em thích đó. Mới ngày nào còn xua đuổi hắt hủi người ta.
Còn bây giờ á, xà nẹo. Ôi, là còn hơn bánh tráng nữa. Ôi, rớt gì nè? Rớt liêm sỉ của ai không biết nữa. Thôi kệ ổng đi. Ủa, anh Trung chị Hằng cũng tới kìa. Vậy là ba người đi chung với nhau hả? Mình cũng vô đi. Vô. Sao tự nhiên em thấy phân biệt giai cấp dữ vậy? Người ngồi trên y chang như sếp vậy á. Để cho người ta có không gian riêng đi. Xòa lá nói cũng đúng á. Nên để người ta có không gian riêng đi. Người ta có đâu có cặp hết rồi, ngồi mình chen vô làm gì? Dạ, miễn sao á em được ngồi kế anh là được rồi. Bé ăn đi bé. Dạ. Mà công nhận á, nhìn ba đứa mình giống như là ông táo bà táo vậy á. Cái mặt như ông kẹ mà đòi là ông táo. Kiếm chuyện hả? Nè anh Thiện, anh ăn cái miếng này coi. Cái gì mà ngon ghê luôn á bé. Ăn thử miếng đi bé. Dạ. Không ha. Công nhận là chỗ này anh Thiện mua ngon thiệt luôn á. Ăn chung mức vệ sinh mà còn tự hào nữa hả? Kệ đi, bạn bè với nhau không à. Thôi mình vô cái đi anh Thiện. Vô. Có chuyện này không biết có nên hỏi anh không nữa, nhưng mà tôi thấy tò mò lắm. Chuyện về Mỹ. Mỹ hả? Cô cứ hỏi đi. Cách đây mấy ngày tôi thấy Mỹ tranh cãi với một người phụ nữ trung niên, mà người đó lại xưng là mẹ của Mỹ nữa. Nhưng mà tôi thấy coi bộ là Mỹ lại từ chối người đó. Với lại Mỹ còn dặn tôi là không được nói cho mẹ con anh Thanh biết nữa. Chắc là mẹ ruột của Mỹ lại tìm Mỹ để dò tiền nữa đó. Mẹ ruột hả? Mỹ là đứa con ngoài gia thú của chú tôi với một tiếp viên quán bar. Người phụ nữ trung niên mà cô thấy là vợ chính thức của chú tôi. Hiện tại chỉ là mẹ trên danh nghĩa của Mỹ thôi. Để cho gia đình yên ấm, chú tôi đã hứa là sẽ không để cho Mỹ thừa kế bất kỳ tài sản nào. Đó là lý do mà tại sao nó luôn phải gồng mình lên để đạt được những gì nó muốn. Hằng, cô ta đã thấy cảnh đó. Nếu cô ta đem chuyện mẹ ruột của mình kể với anh Thanh và cô Lê thì sao? Liệu họ có quỷ hôn với mình không? Còn ngoại giá thú lại không nằm trong danh sách thừa kế. Nếu hai mẹ con anh Thanh biết mình lừa dối họ, liệu mình còn có thể cưới anh Thanh? Mỹ. Mỹ. À, dạ. Con suy nghĩ gì mà không ăn vậy? Mà lúc này á, cô nhìn thấy con xanh xao lắm. Bộ có chuyện gì hả con? Cô và anh Thanh, mình làm đám cưới trong tháng này luôn được không? Em bị sao vậy? À, đúng rồi, cô thấy cũng được. Nhưng mà cái vấn đề là gia đình bên con phải gặp cô với thằng Thanh lần nữa để bàn chuyện cưới xin. Rồi mình còn phải đặt tiệc nè, rồi tìm nhà hàng nào, rồi thiệp cưới, đồ cưới nữa. Nói chung là cái này hơi gấp gáp đó con. Mấy chuyện đó không sao đâu cô. Con là giám đốc truyền thông mà. Mấy cái việc mà làm sự kiện con quen rồi. Con sắp xếp chút xíu là được à. Chỉ cần cô và anh Thanh đồng ý là con bắt tay vào làm liền. Nhưng mà không thể lập tức cưới trong tháng này được. Em nên nhớ là mình đang làm công ty riêng. Rồi còn chuyện gia đình em khinh thường anh nữa. Rồi còn... Nói chung á, là không giải quyết ổn thỏa, không có cưới gì hết. Em muốn cưới, em muốn đám cưới liền trong tháng này. Không có lý do gì để mình trì hoãn hết á. Anh nói với em rồi, anh đã nói chắc chắn là anh cưới em. Nhưng mà em phải biết là mình đang trong hoàn cảnh nào. Em về đi. À... Khi nào bình tĩnh lại thì mình nói chuyện. À... Con sao vậy Thanh? Tự nhiên sao con đuổi nó về? Mà nó muốn đám cưới gấp cũng tốt, tại vì trước sau mình cũng cưới nó mà. Mẹ có biết á, là con đang bận nghĩ rất nhiều kế hoạch để cứu mẹ con mình không? À, con nói chuyện mẹ không hiểu gì hết. Cứu là cứu cái gì? Có bữa cơm mà ăn cũng nguyên nữa. Thôi con ăn đi, con ăn xong á mẹ xuống mày dẹp, mẹ không ăn nữa. Bực mình. Ừ.
giờ này còn tâm trạng nào mà cưới hỏi. Quan trọng nhất bây giờ là mình phải tìm được cái vòng tay đó. Hình như Hằng chưa thấy cái vòng, nhưng Trung biết rõ mình với Mỹ đeo cái vòng đôi đó. Nếu để tay Trung nhìn thấy cái vòng ở chỗ rõ của Hằng rồi suy luận được ra thì mình sẽ bị nghi ngờ. Không được, mình nhất định phải nghĩ cách. Bà và cái nghề tiếp viên của bà khiến tôi kinh tởm lắm. Đừng bao giờ nhận là mẹ của tôi nữa. Đây là lần cuối cùng. Hả? Nếu người phụ nữ đó là mẹ ruột của Mỹ thì có vẻ như anh Thanh và cô Lê vẫn chưa biết gì hết. Thôi mà kệ đi, không phải là chuyện của mày nên quản Hằng à. Tốt nhất nên tránh xa họ ra cho đỡ rối. Cô đang suy nghĩ gì mà khách vô cũng không biết vậy? Anh tới có chuyện gì vậy? Nói thì hơi kỳ, nhưng cô tháo cái vòng ra đi rồi đem cất được không? Sao tự nhiên bữa nay anh quan tâm tới cái vòng của Bình Minh quá vậy? Cái vòng này có thể không phải của Bình Minh, tôi chưa tiện giải thích cho cô nghe. Nhưng hãy tin tôi, tạm thời cất nó đừng đeo, để đảm bảo được sự an toàn cho cô. Cô nghe lời tôi đi. Cảm ơn cô, nhớ nha, đừng đeo nó. Tôi hiểu rồi. Tôi tới chỉ để nói chuyện này thôi. Tôi về đây. Chào em. Anh tới khi nào vậy? Anh tới nãy giờ rồi, mà thấy anh Trung đang nói chuyện với em nên không vô. Nếu mà anh tới vì chuyện giấy tờ thì tôi chưa kiếm ra đâu. Chừng nào tôi kiếm ra tôi báo anh. À, mà lúc nãy anh có nghe anh Trung nói về vòng tay này nọ, vòng gì vậy em? Anh Thanh nè, bây giờ chúng ta là những người xa lạ rồi. Nếu mà có vô tình gặp á thì chào nhau một tiếng là được rồi. Anh đừng có can thiệp vào chuyện cá nhân của người khác. Mất công bạn gái anh biết á thì hiểu lầm không hay đâu. Cửa hàng này á chỉ chào đón khách tới mua nông sản thôi. Bây giờ anh có mua không? Nếu mà không mua á, mời anh về. Mua chứ. Lấy cho anh ớt chuông với lại xà lách. Mình phải nghĩ cách để anh Thanh đồng ý tổ chức cưới sớm. Mình không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được. Mỹ. Thiệt ra là vậy. Mấy lâu nay anh vẫn qua lại với cô ta. Vậy là chắc chắn con nhỏ đó đã nói ra bí mật thân thế của mình cho anh Thanh biết. Phải rồi, chính vì vậy nên anh Thanh mới trì hoãn đám cưới của mình. Mỹ, em sao vậy? Là cô ta đúng không? Anh còn dương vấn cô ta đúng không? Em nói gì vậy? Anh không hiểu gì hết. Cái việc mà anh muốn đuổi cô ta ra khỏi công ty chỉ là cái cớ thôi đúng không? Cái cớ để mấy người né tránh sự giám sát của tôi để lén lút gặp nhau đúng không? Mỹ, chuyện này anh có thể giải thích. Có phải là cô ta kể cho anh nghe hết rồi đúng không? Đúng rồi, người không từ thủ đoạn như cô ta sao mà giữ lời hứa im miệng được. Cái gì mà ngồi chung thuyền, cái gì mà chỉ yêu mình em. Có phải anh biết tôi là con ngoài giá thú, là con của tiếp viên, cho nên coi thường tôi chứ gì? Anh cũng biết là tôi không nằm trong danh sách thừa kế tài sản, cho nên bây giờ không muốn cưới tôi đúng không? Anh nói đi.
Thì ra từ bấy lâu nay con giấu cô với thằng Thanh chuyện gia thế nhà con, ngay cả cái chuyện thừa kế. Không được rồi, chuyện cưới xin mình phải coi lại. Mình đi khoe cùng làng là thằng Thanh sẽ cưới được cành vàng lá ngọc. Nếu người ta biết con nhỏ là kết quả của một cuộc ngoại tình, là đứa con quan của tiếp viên quán đèn mờ, thì mình với thằng Thanh còn mặt mũi nào nữa. Đã vậy nó còn không được thừa hưởng cắt bạc nào. Mà nó thì xinh đẹp giỏi giang thiệt, nhưng mà quan trọng nhất vẫn là cái danh giá. Con à, con nghĩ bấy lâu nay á, là thằng Thanh nó yêu con á vì tiền, vì danh. Con nghĩ cô là bà mẹ chồng á, đi bòn rút con dâu hả? Cho nên cô mới giấu giếm từ đó tới giờ. Cô nghĩ là con đánh giá mẹ con của cô quá thấp rồi đó. Nếu đã không tin như vậy thì cái chuyện cưới xin á, chắc phải từ từ tính lại đi. Cô ạ, con không có ý đó, chỉ là con... Mỹ à, anh chưa bao giờ yêu em vì gia thế của em hết. Bản thân em đã là một người phụ nữ xinh đẹp, bản lĩnh và tài năng rồi. Bao nhiêu người đàn ông phải mơ ước. Nếu mà em nghĩ anh quỷ cuộc hôn nhân này vì gia thế của em thì anh hơi thất vọng. Cô nghĩ là con đi về nhà đi, để tất cả bình tĩnh, suy xét rồi tính sau nha. Lâu quá không gặp. Chính là mày. Tao biết là mày mà. Cô làm cái gì vậy? Là cô đúng không? Cô thủ đoạn lắm. Tôi nói với cô rồi sao? Không được kể chuyện đó cho mẹ con anh Thanh nghe mà. Hả? Cô đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu. Đừng có học đóng kịch nữa. Cái tát này á là tôi trả cho cô, coi như là quá nhẹ so với những gì mà cô đã làm với tôi. Tôi không biết là cô đang suy nghĩ cái gì, nhưng mà nếu là vì chuyện cô đang muốn che giấu mẹ ruột của mình, thì tôi nói thẳng vô mặt cô là tôi không hề nói gì với anh Thanh và cô Lê hết. Tin hay không tùy cô. Còn nữa, cô... dù không ưa, nhưng mà nói thiệt nha, trước giờ ít nhiều tôi vẫn có sự tôn trọng dành cho cô. Nhưng mà khi tôi nhận ra là cô muốn phủ nhận mối quan hệ với mẹ ruột của mình, thì tôi thấy là tôi đang vi phạm sự tôn trọng đó. Còn việc cô dùng vũ lực vô cớ với tôi càng khiến cho cô trở nên thảm hại hơn thôi. Cô có biết điều đó không? Lúc nào cũng tỏ vẻ cao sang, khinh miệt tôi, nhưng thực chất cô chưa từng dám nhìn vào sự thật như tôi. Đừng có hèn nữa, thức tỉnh đi. Nè ăn đi. Ngon. Ngon. Anh này. Mỹ, bà đang làm gì vậy? Bà nói với tôi sao? Bà hứa cái gì hả? Mẹ đang bàn công việc với người ta. Mình ra ngoài nói chuyện đi. Không con không đi đâu hết. Tôi thích ở đây đó. Ai ở đây cũng biết về bà mà, có gì đâu sợ. Chỗ làm ăn của mẹ mà, con đuổi khách của mẹ đi rồi thấy chưa? Sao bữa nay con hành xử kỳ cục vậy? Bộ con với chồng tương lai gây lộn hả? Rồi con tới đây giận cá chém thớt với mẹ sao? Chồng tương lai? Bà nói đúng rồi đó. Có thể tương lai của tôi không còn có ảnh nữa. Bà hài lòng chưa? Ủa sao vậy? Nó không chịu cưới con hả? Bộ nó biết con... Đúng, biết hết rồi. Cả mẹ của ảnh nữa. Nhưng mà sao biết được? Mẹ đâu có nói gì đâu. Mẹ thề á. Tất nhiên rồi, tôi biết là bà không nói. Sao mà bà nói được? Đó là cần câu cơm để bà tống tiền tôi mà. Sao có thể dễ dàng bẻ gãy cần câu của mình? Mỹ à, nghe mẹ nói nè. Bà muốn tiền đúng không? Bà muốn tiền đúng không? Đây, tiền nè, lấy đi, lấy hết đi. Bây giờ không còn lý do để tống tiền tôi nữa. Họ biết hết rồi, vừa lòng bà chưa? Bà không xứng đáng là mẹ của tôi.
chưa từng có giây phút nào mà xứng đáng. Biến khỏi cuộc đời của tôi đi. Đi đi. Mẹ biết rồi. Mẹ xin lỗi con. Mẹ sẽ biến khỏi cuộc đời của con. Đánh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Cái số thằng Thanh sao mà nó khổ vậy đâu á. Rồi không biết cái chuyện cưới xin với con Mỹ tính làm sao đây. Mà con Mỹ này cũng dễ sợ quá. Nhìn vậy đó mà cũng ghê gớm, tính toán chứ không phải vừa đâu. Ủa, con đi đâu vậy? Ngồi xuống nói chuyện với mẹ nè. Nếu mẹ tính nói chuyện của Mỹ thì không cần phải nói nữa. Con có nhiều việc phải lo lắm. Ủa, còn chuyện gì quan trọng hơn chứ? Rồi bây giờ con tính sao với con Mỹ đây? Nè. Đây. Nè nè nè, mấy đứa tới rồi nè. Nè mẹ. Rồi. Thơm quá vậy. Trời ơi, thơm quá à. Coi cô, cái mùi này á, nó quyến rũ giống như là mùi nước bông xịn vậy á. Nước bông là nước gì? Của người ta là nước hoa. Không biết á thì đừng nói, không biết á thì dựa cột mà nghe. Ý nói tôi quê mùa chứ vậy? Không có ý đâu, mà nói thẳng á. Nè, bé cứ yên tâm. Nếu mà em thích nước hoa xịn á, hôm nào cứ nói với anh sẽ tặng cho em. Nào là nước hoa Ý nè, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, đủ hết. Nếu mà bé thích thì tặng hết. Thiệt á anh? Anh nói thiệt chứ. Nhưng mà bé nói đúng nha, cái mùi thơm của lẩu mắm quyến rũ dữ dội luôn. Theo nghiên cứu của tôi, 80% các cặp đôi yêu nhau mà dẫn nhau đi ăn lẩu mắm lại về yêu nhau khấm khích liền. Ủa? Sò lá thiệt. Ai nghiên cứu không biết nữa. Tôi tự nghiên cứu mà. Ăn đi mọi người, ăn đi. Còn mấy người nữa, bớt mê trai lại đi. Giờ thích nước hoa chứ gì. Tí nữa tôi ra chợ Bà Chịu á, mua cho một thùng cho mấy người và mình vô trỏng tắm, chịu chưa? Nói gì mà xàm vậy con? Tán gái như con, đứa nào mà thèm ưng? Không được cái mặt thì ít nhất cũng được cái nết chứ. Cô nói vậy thôi, chứ nói về cái khoản chung tình á, không có ai qua được con cô đâu. Con nè, con hốt nó giùm cô luôn đi. Mẹ. Thôi, mấy đứa ăn đi con, ăn cho nóng. Đây là bữa ăn mà cô nấu để cảm ơn bé Hằng đã có công mà thu nạp thằng tí của cô về đội, mở cho nó một con đường làm ăn đàng hoàng. Rồi cũng để cảm ơn cậu Trung, cậu Thiện đã nhiệt tình hỗ trợ cho cửa hàng của tụi nhỏ. Dạ. Không có gì đâu cô, tí nó cũng giỏi lắm. Bây giờ cô đãi cái món này là hết sảy rồi. Ủa, con ăn đi Trung. Dạ. Chắc là con hay ăn đồ Tây đúng không? Chứ mấy cái món quê mùa như bún mắm vậy con không ăn được hả? Mày nói sao chứ, món này cũng Tây mà. Món này nguồn gốc là của Tây Nam Bộ á. Không sao, con ăn được. Ủa, khó ăn lắm hả anh? Ngon hôn, ngon hôn. Ngon. Ngon. Ngon thì ăn mạnh cho mọi người hết. Vậy ăn đi. Hấp dẫn quá.
Lần đầu tiên mà ăn bữa tiệc bình dân vậy á, anh thấy sao? Ngon không? Lần đầu tiên tôi ăn món này, thấy cũng hay đó. Lần đầu tiên luôn hả con? Dạ. Cô Học và mọi người biết không, từ ngày mà nước ngoài về đây á, đây là khoảng thời gian mà đặc biệt là ngày hôm nay nó sống mới ra con người. Ủa chứ nào giờ ảnh không phải con người hả? Ăn. Hằng à, con muốn đi dạo không? Hợp lý á. Ăn nãy giờ no quá rồi, mình đi dạo đi cho nó tiêu bớt cái lẩu. Thôi đi. Đi nè, ăn xíu nữa đi nè, để tôi gấp cho nè, nãy giờ ông ăn có nhiều đâu. Ủa, ngồi yên đó ăn no đi. Lắm rồi. Ủa nhưng mà sao bữa nay tự nhiên quan tâm tôi sảng quá vậy? Có sợ lá tôi không? Không quá. Nè, ăn đi. Muốn đi dạo lắm hả? Đi dạo đi, anh dắt bé đi lựa dầu thơm nha. Được không? Không có được. Bé ở đâu thì tí ở đó. Vậy thì ở nhà đi. Đi dạo gì vậy? Nhiều chuyện. Theo ta đi dạo làm gì? Vậy tôi ở nhà với bé. Lo ăn đi. Lâu lắm rồi tôi mới vui như vậy. Cảm ơn cô đã mời tôi. Tôi đâu có mời anh đâu. Tại vì bé nó rủ anh Thiện, rồi anh Thiện rủ anh, chứ đâu phải tôi. Vậy sao? Vậy tôi là người không mời mà tới hả? Không phải. Ý là mặc dù tôi không mời anh, nhưng mà anh tới á, tôi cũng cảm thấy rất là vui. Ý là mọi người đều cảm thấy vui. Mà anh rủ tôi đi dạo chỉ để nói mấy câu đó thôi á hả? Thực ra tôi tính hỏi ý kiến của cô về việc kết nối thêm nhiều vườn rừng ngoài chỗ vườn rừng mộc nhiên của ông Dũng. Tôi tìm được chỗ này ở Đà Lạt. Họ hoạt động đơn lẻ chứ chưa quy mô như mộc nhiên. Sản phẩm cũng rất ok và tiềm năng. Chỗ này hình như tôi đã thấy ở đâu rồi ha. Vậy sao? Ê Hằng, cái này được nè. Một mô hình vườn rừng, nó khác với nông trại thông thường đó bà. Nè coi đi. Thấy chưa? Ê, cái này hay rồi nha. Tôi thấy người ta còn phát triển nhiều sản phẩm độc đáo nữa nè. Họ còn nhận khách tham quan để học hỏi, mở rộng mô hình đó bà. Được không? Được á. Trời ơi, không những vậy nha, tôi thấy họ đang cho khách vô tham quan để học hỏi, mở rộng mô hình. Mình chưa đủ sức như họ thì mình kinh doanh mặt hàng nông sản, thì bây giờ mình nên đi thử một chuyến mà thấy sao? Đồng ý không? Ê, bộ bà đi cuốc ở trong bụng tôi hay sao vậy? Hồi nãy tôi đang tính rủ bà luôn. Đi thử nha. Ừ, thử đi ha. Nè nha, nếu mà mình mở cửa hàng đầu tiên mà thành công á, mở tiếp cái thứ hai, thứ ba, thứ tư, mình làm thành nguyên một chuỗi cửa hàng luôn. Lúc đó ha, nó không chỉ là nơi mình kinh doanh, mà còn là nơi gắn kết những mảnh đời đã từng lầm lỡ giống như tụi mình. Người ta không phải chật vật để tìm công ăn việc làm, và cũng không có bị khó khăn trong việc hòa nhập xã hội giống như tụi mình lúc đầu. Ý kiến hay. Tụi mình sẽ làm ha. Đi tham khảo liền. Chỗ này Bình Minh đã cho tôi coi rồi. Vậy cô có còn muốn đi tới đó không? Nếu muốn á, ngày mai đi cùng tôi. Ý anh là ngày mai sẽ tới cái khu mà Bình Minh đã từng cho tôi coi hả? Ngay ngày mai? Thiệt không? Thật ra tôi cũng có ý đi khảo sát rồi. Tiện thể có cô đi cùng tôi, coi như là hoàn thành lời hứa với Bình Minh. Cảm ơn anh nha. Nếu mà được, ngày mai anh cho tôi đi ké nha. Chắc là Thiện đang đợi tôi về, mình về nha.
cái phim hàng xẻng, đoạn ăn kem thường rất là lãng mạn. Người con gái sẽ cố tình để dính kem lên mép cho nam chính lao. Mình cũng phải thử nghiệm với thiện ông ta mới được. Anh Thiện, ăn kem ngon không anh? Ngon em. Vậy em chạy ra đầu hẻm mua thêm cho anh ăn nữa nha. Thôi được rồi, cay được rồi. Mẹ. Dạ. Mép em dính kem kìa. Còn không biết lao giùm người ta nữa. Để anh. Gì vậy? Ông đi vừa phải thôi nha. Ai mượn ông lao? Xỏ lá thì chứ mắc gì những người ta. Tôi lao giùm mấy người không cảm ơn thì thôi, mắc gì đánh đùi đùi vậy hả? Muốn lộ không? Hả? Ông tự lo cho bản thân ông đi. Tôi ăn kem có bị dính mép đâu mà tự lao tôi. Trời ơi, ăn nói ngang ngược ghê luôn á. Ai mượn vậy? Quýnh không cần vậy. Về rồi. Nhìn thấy mà ghét. Hai cái đứa này đi từ xa lại nghe sùm rồi à. Vậy cô chuẩn bị đi nha. Ngày mai tôi sẽ tới đón cô. Gì? Mai quàng lộ mắm nữa hả? Lần sau ăn kem gọn gọn nghe em. Mép em dính kem không kìa. Nè em, lộn, mép anh đang dính. Hai cái đứa này thiệt luôn á. Chị với anh Trung đi từ ngoài đầu hẻm thôi mà nghe thấy ồn ào. Té ra là chỉ vì cây kem thôi á hả? Chị, tại ổng kìa. Tự nhiên lau miệng giùm em à. Ăn bậy hay. Tôi lau giùm cho không cảm ơn còn thái độ với tôi. Ủa? Nữa. Tôi có muốn không hả? Tôi không thèm nói chuyện với mấy người nữa đâu. Tôi nói chuyện với chị của tôi. Chị, hồi nãy á, em thấy chị với anh Trung đó tính hẹn ngày mai gặp nhau, đi đâu vậy? Thì đi khảo sát nông sản thôi, không có gì đặc biệt hết. Nãy giờ em thấy chị đi dạo hơi bị lâu á. Đừng nói chị không có cảm xúc đặc biệt với anh Trung nha. Con nhỏ này, lo ăn kem đi kìa. Ghi lắm nha. Không được, không được. Đó chỉ là tai nạn. Chỉ là tai nạn thôi. Chỉ là một tai nạn thôi. Không được. Ngủ. 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 Điên rồi Hằng ơi. Điên rồi. Quên đi. Quên đi. Nếu mà nhanh á thì chị sẽ về trong ngày. Còn nếu như có vấn đề gì đó, nói chung là để tùy tình hình cái đã. Nếu mà ở lại thêm, chị sẽ nhắn cho hai đứa biết ha. Hai đứa dạ. Em ở nhà nhớ trông coi cửa hàng cẩn thận đó. Dạ. Anh chị cứ yên tâm đi. Cửa hàng này á để tụi em lo cho. Chị cứ an tâm tận hưởng tuần trăng mật đi nha. Cái thằng này nói chuyện bậy bạ à. Tụi chị đi công việc chứ bộ. Thiện hả? Mày ở nhà có gì phụ bé với tí coi cửa hàng nha. Yên tâm. Với cái nhan sắc gợi thèm của tao,
chắc chắn sẽ khiêu gợi được những bà thím khó tính lại đây mua hàng tấp nập. Cái nhan sắc này mà khiêu gợi, cái này khiêu khích cho người ta quýnh á. Đâu có đâu, em thấy á, có anh Thiện ở đây, thế nào tụi em cũng bán đắt à. Tụi em tin tưởng anh Thiện. Không cần đâu. Gì vậy? Nè, tôi nói cho mấy người biết, cửa hàng này á, chị em tôi tự lo được. Người lạ vô lo, tôi không có quen. Cảm ơn. Thôi làm ơn giùm cái đi. Hai cái đứa này, chính chị kêu anh Thiện qua phụ đó. Ủa? Tí á, còn phải chạy tới chạy lui tiệm tóc của mẹ em. Rồi nhưng có mình con bé à, đàn bà con gái nữa. Nó canh cửa hàng chị cũng không có yên tâm đó. Có anh Thiện giỏi trong cái việc buôn bán. Hai đứa nha, lo mà học hỏi ảnh đi đó. Dạ. Nghe chú xê ra. Anh Thiện, tụi em tin anh. Cay thiệt. Cay quá cay mà ngon.